bóng cầu luôn. Đó, trời đúng rồi. Đó. Mấy cây nhãn men này. Ôi. Bóng cầu luôn bạn ơi. Quá kinh tính này. Trời lúng kéo bóp đầu luôn các bạn ơi. Kìa. Ồ máy kia bóp đầu luôn. Đó trời lúng rồi. Đó. Nhõng bên. Lội ra đồng luôn các bạn ơi. Rồi máy cắt lúng rồi, máy cài cũng lúng luôn. Máy cắt lúng rồi, máy cài cũng lúng luôn. Nãy giờ máy cắt cái bển lúng quá trời lúng. Móc cái bánh lòng xuống dưới rồi. Này xài bánh nối nha, bánh hơi và bánh lòng. Phía kia đang kéo nhẵn nhẵn đầu đi lên. Máy cài này hiệu gì hả anh? Shimura. Shimura hả? Máy cài em không rành, quay máy cắt không? Vậy hả? Dạ. Hai con hai máy giống nhau luôn hả? Hả? Hai máy giống nhau luôn hả? Thứ hả? Dạ. Yeah. Đồng hôm nay lúng quá trời lúng. Có bạn nó chạy đó mà năm nay nó cây vô bắt cán à. Cây này thấy một cây cây mít đi một. Cán nha các bạn, xíu nữa xem cái cảnh kéo lại hấp dẫn. Bắt đầu kéo các bạn. Rồi đầu máy. Chạy số lên nè cho nó dính cán dưới bắt lên. Trời ơi gãy cây, cây yếu quá, cây mục kia đang hoàng máy đây nè. Đi qua hỗ trợ cái gì nè tiếp. Anh kêu qua kéo tiếp cho các bạn ơi. Anh kia kinh nghiệm mà anh đi hoài. Nãy như chạy quận rồi phải không? Thì anh đó qua tốt bụng qua tiếp luôn các bạn. Anh đó thì thường chạy cái miếng đất này rồi.
rồi thì hai chiếc kéo một chiếc nha các bạn. Nghe máy kia khởi động lên nè. Chưa ăn cái gì. Đó là cái khúc này. Kia bà dịch đẻ đang tràn qua. Di chuyển vào bên đây để kéo cái cây ra các bạn, hãy bắt cá để đi chọn cái cây dưới này. Ủa cây lúng tuốt dữ hả? Kia xích vô cái cây. Giờ kéo cái cây lên nha các bạn.
cho cây lên thử coi. Quá khó luôn các bạn, quá lúng nha. Vừa ve lại vừa kéo cái cây ra các bạn. Đó, cây lên. Chặt quá. Tiếp tục di chuyển con cái thái này qua bên kia kéo cái cây đó. Cái cánh đồng năm nay làm rất là khó luôn các bạn. Giờ máy cắt, máy cày, máy xới lúng. Đất rất là lúng luôn các bạn. Tới gần thu hoạch lúa cái chờ ông đổ mấy cơn mưa xuống liên tục á. Đất nó không có khô được, rồi máy chạy lúng các bạn. Bắt đầu bắt cán rồi bò từ từ lên các bạn. Không hỏng hỏng bánh trước lên công nè. Kia chạy vòng qua đây kéo nha các bạn. Giờ bắt cán lên được khúc rồi. Rồi giờ bắt đầu bắt xích chưa các bạn. Đó, đầu kéo nè. Rồi bắt đầu kéo các bạn ơi. Rồi đóng đầu lên. Lên nè các bạn. Có lỗi nè, giờ rút nước vô nè. Đó nè, khá là sâu nè. Các bạn sau một thời gian thì cũng lỡ lên nha. Sự trợ giúp của hai anh bên kia, hiện giờ hai anh kia đi rồi các bạn. Đó là tiếp tục rồi.
mới lên này chạy được con vòng mà dính nữa rồi. Hiện tại anh bên đây qua hỗ trợ nữa nè. Mình mới lội vô luôn các bạn, ngày chạy ra ngoài con vòng rồi dính luôn. Rồi giờ bắt xích rồi các bạn ơi, giờ bắt đầu kéo nè. Rồi mới kéo cổng bánh rồi, trời trời. Này ở mé nha, dễ lên như vậy. Phải hai chiếc chạy dọc vậy nè, còn cái đã. Đây máy chạy hai tác hai bên. Máy đó chạy tác bên kia nhưng mà cũng chung miếng ruộng bên đây.